Người phụ nữ đi chợ nhưng mặc mỗi chiếc quần tất mỏng tang, để lộ nội y hớ hênh khiến dân tình khó hiểu. Dường như không nhận thức được trang phục của mình có vấn đề. Người phụ nữ này còn lượn hết hàng này đến hàng khác, bỏ mặc mọi ánh nhìn ái ngại của nhiều người có mặt ở khu chợ. Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ăn mặc hớ hênh nhưng lại vô tư xuất hiện tại một khu chợ đông đúc người qua lại. Thậm chí, người phụ nữ này còn lượn hết hàng này đến hàng khác, bỏ mặc mọi ánh nhìn ái ngại của nhiều người có mặt ở khu chợ. Theo đó, không hiểu vì lý do gì mà người phụ nữ này lại kết hợp áo bông dày, đeo khẩu trang kín mít, đi giày thể thao nhưng chỉ mặc mỗi chiếc quần tất mỏng tang, thậm chí để lộ nội y một cách hớ hênh. Đáng chú ý, quần tất vốn là trang phục hỗ trợ cho chị em mà thôi, vốn không phải là chiếc quần thời trang có thể diện đi bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại không nghĩ như vậy mà thản nhiên mặc lên và đi khắp nơi trong khu chợ. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ái ngại trước bộ trang phục dở khóc dở cười của người phụ nữ này. Chẳng biết chị này cố tình hay vô ý nhỉ? Nếu chị cố tình mặc thế này để gây chú ý thì đáng chê trách quá, còn nếu chị ấy vô ý, nhận thức không tốt về vấn đề trang phục của mình thì ai đó làm ơn nhắc nhở chị ấy đi ạ. Chị ấy vô tư thực sự, mặc vậy mà đi khắp nơi luôn. Mọi người nhìn thấy, chắc ai cũng ngại dùng chị ấy nhỉ? Chẳng thể hiểu đây là phong cách gì. Là những gì mà dân mạng để lại.